Xin chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người con Panasonic CFL-X6 cho mọi người. Đây là dòng LX6, là dòng 14 inch Full HD. Nó khác với lại SZ5, SZ6 hay là XZ6 luôn. Mấy cái kia là nó 12.5 trở xuống, còn con này là tới 14 inch. Thì 14 inch mà là có DVD nữa mọi người, nhưng mà chỉ có một ký 2 thôi. Nhìn cái máy thì nó rất là dày. Mình nhìn thì dày nhưng mà nó làm vỏ là hợp kim nhôm với magie, cho nên nó nhẹ lắm nha mọi người. 1 ký 2, 14 inch mà nó còn có ổ DVD nữa nè mọi người nè. Nếu như không có ổ DVD á, thì nó còn nhẹ nữa. Nên là cái con máy này cũng thuộc dạng là siêu nhẹ mọi người, vẫn là có khả năng chịu lực 100 kg. Nói chung là dòng Bana là đa số đều có chịu lực tốt hết mọi người. Những cái dầm như thế này nè, nhìn thấy mà có hai cái nhô lên, mà đây là nó giống như là để chịu lực đó mọi người, dạng như vậy. Cái vỏ thì cũng có chày xước sơ sơ nhưng mà không có bị cợm nha mọi người. Đây ha, nhìn cái hướng xấu nhất của nó là nghiêng, cái hướng xấu nhất là đây đó, nhìn xấu nhất mình nhìn nghiêng á, những cái vết lông mèo xước. Còn ví dụ như như thế này á là mình nhìn thấy đẹp, không có trầy trụa gì, nhìn thấy rất là ít. Nhìn cái hướng này nè mọi người nè, thay vì cái hướng này đúng không, em quay như thế này mà nhìn ngược trở lại thì nó chỉ vậy thôi, nó xước rất là nhẹ. Đây nè, đây nè đó mọi người ha, mà nhìn hướng này thì nó xấu như vậy. Máy thì có DVD nữa, màn hình là 14 inch Full HD, đẹp tuyệt vời luôn. Màn hình là không thể chê vào đâu được, cái màn hình của Bana thì nó quá đẹp luôn á mọi người. Tại vì Bana nó dở cái là cái đó là theo quan điểm của em thôi, là nó xấu, nhìn nó cái thiết kế của nó không có đẹp gì hết trơn. Thiết kế nhìn một cục vậy đó, nhìn nhà không có bắt mắt. Nhưng mà màn hình với lại khả cái gọi là máy á, chạy nhanh mượt, màn hình rồi đẹp cực kỳ luôn, sắc màu rồi là đã lắm luôn á mọi người. Máy nhanh lắm, con này là mà giá thì là rẻ nữa. Con này là i5 Gen 7, màn hình là đẹp không bầm không đốm gì nha mọi người. Bình thường là cái dòng này nó hay bầm đốm lắm, rồi con này là cái màn hình nó quá đẹp luôn. Nhìn cho ai khó tính về cái màn hình ha. Đây em sẽ bấm cấu hình cho mọi người xem, i5 7300U, RAM 8 nè mọi người ha. Đây nè, i5 thế hệ 7 nha, LX6, RAM 8, SSD là 256GB. Còn có ổ DVD nữa nè mọi người nè, mở ổ DVD ra. Đó, bây giờ ổ DVD đây ha. Trên cái này thì nó bị vẫn sử dụng được, nhưng tí nữa em sẽ view cái đoạn này cho mọi người. Báo giá cực kỳ tốt luôn. Màn hình 14 inch Full HD cho mọi người. Cũng là ví dụ như là cũng là Full HD, nhưng mà là cái dòng mà Bana này á, mình đem ra mình so sánh với những cái dòng khác, bất kỳ mấy cái đời máy khác, thì cái dòng này là máy nó đẹp lắm mọi người. Cái màu sắc nó đẹp cực kỳ luôn, cái màu sắc nó đẹp lắm. Đây để em bấm mọi người này. Đây hàng 1920x1080 mọi người, màn hình là đẹp không lỗi gì hết, bàn phím cũng rất là mới luôn nha mọi người, còn mới keng luôn á. Đây cái mặt bàn ve chuột vuông mọi người ha, vuông to. i5 Gen 7, con này là cái điểm trừ là ngay chỗ này, em quay cho mọi người xem, báo giá cực kỳ tốt nha. Đây nè mọi người nè, ngay cái chỗ cái DVD của nó, để mở ra chứ, mở ra thì dễ nhìn thấy hơn. Ngay chỗ cái DVD của nó là do chuyển hay là như thế nào không biết nữa, là nó bị cứng nè mọi người nè, mẻ. Mà ở bên Nhật á, này là ở bên Nhật nha, chứ nhà em là không có, là người ta giống như người ta có dán lại đó mọi người. Giống như là bể nhưng mà bể không có rời ra mọi người, nó nứt chỗ này nó cứng ngắc à, không có gì hết. Nhưng mà cái dấu nó nứt ra là chắc là va chạm gì đó, rồi bị nứt cái vỏ mọi người. Chỗ này không có nha, này nó không có nứt rời ra rạn chỗ này, cái người ta bôi cái keo lên này, chống nước chống gì đó ta bôi lên này, ở bên Nhật. Chứ còn nhà em thì không có làm mấy này đâu mọi người, nhiều khi có nhiều cái mặt nó đẹp thì em còn làm biến thay nữa mà, nên có sao là em bán vậy. Chỗ này cũng vậy mà nó cứng lắm mọi người ha, nhôm magie mà nó cứng nè, thấy không, đập xuống nhôm nè. Đó là cái chỗ mà cái DVD á, đây nè, nãy cái chỗ DVD á là nó nên mọi người ha, nó cong 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 đó mới nãy đó, nó dạng như là nó bị cứng gì ở cái chỗ đó. Mình vẫn sử dụng DVD được bình thường, đại khái là nó xấu chỗ này thôi, vẫn sử dụng bình thường nha mọi người, xấu chỗ này thôi, không ảnh hưởng gì tới máy hết, là xấu cái vỏ đó, cái vỏ phần ở trên này nè, nó không đáng kể gì. Thì em báo giá cho mọi người cực kỳ tốt luôn, chỉ có 4,9 triệu thôi, một máy 14 inch Full HD có DVD nữa. Mà con này là pin cực kỳ trâu luôn mọi người, trên 3 giờ nha mọi người. Cái dòng này là pin trâu cực kỳ luôn, nhẹ, ok, chất lượng, 14 inch nha.
Thì ai chốt thì inbox em ha, 4,9 triệu dành cho con Panasonic LS6. LX6 chứ, LX6 nha mọi người. Đây nè. À, LX6 ha, pin nó đây. Máy rất là chất lượng và bền, đẹp, màn hình là không có lỗi gì hết trơn á. Ai chốt thì còn kèm 1 triệu em ship code thôi và bao test cho mọi người 7 ngày. Máy thì kèm với cục sạc Panasonic của nó nha mọi người. Máy của nhà em 100% là kèm sạc. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của em ha. Ai mua thì liên hệ em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.